mừng các em đến với chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường. Cô tên là Nguyễn Thị Lan, cô rất vui khi được đồng hành cùng với các em. Hôm nay, cô trò chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu qua nội dung bài 33 chương trình Hóa học 8, Điều chế khí hydro phản ứng thế. Nội dung bài học ngày hôm nay gồm có hai phần, thứ nhất là điều chế khí hydro và thứ hai là phản ứng thế. Trước hết, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung thứ nhất, điều chế khí hydro. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phương pháp điều chế khí hydro trong phòng thí nghiệm. Các em thân mến, để điều chế khí hydro trong phòng thí nghiệm, mục tiêu hàng đầu đấy là phương pháp dễ làm và nhanh chóng có sản phẩm phục vụ cho tiết dạy. Chính vì vậy, người ta sử dụng nguyên liệu là kim loại và dung dịch axit. Về dung dịch axit người ta thường hay sử dụng đấy là dung dịch axit chloric hoặc axit sulfuric. Về kim loại hay sử dụng đấy là kim loại kẽm hoặc magie hoặc nhôm hoặc sắt. Và bây giờ cô mời các em cùng quan sát hình ảnh điều chế khí hydro và đốt cháy khí hydro trong không khí. Để điều chế khí hydro, người ta cho một ít viên kẽm vào trong ống nghiệm, tiếp tục cho dung dịch axit chloric vào và đậy kín ống nghiệm bằng nút cao su có gắn ống vuốt nhọn. Lúc này đây, chúng ta thấy có nhiều bọt khí không màu không mùi thoát ra. Người ta đợi cho dòng khí thoát ra liên tục và đốt cháy khí thoát ra. Sẽ thấy khí thoát ra cháy được với ngọn lửa màu xanh nhạt, mờ, kèm theo tiếng nổ nhỏ. Đấy chính là khí hydro. Phương trình hóa học diễn ra như sau. Một nguyên tử kẽm tác dụng với hai phân tử axit chloric tạo thành một phân tử muối kẽm chlorua và một phân tử khí hydro. Nếu chúng ta thay kim loại bằng kim loại nhôm và thay dung dịch axit bằng dung dịch axit sulfuric thì phương trình hóa học diễn ra như sau. Hai nguyên tử nhôm tác dụng với ba phân tử axit sulfuric tạo thành một phân tử muối nhôm sunfat và ba phân tử khí hydro. Như vậy, chúng ta đã biết được phương pháp điều chế khí hydro trong phòng thí nghiệm. Vậy theo các em, chúng ta sẽ có mấy cách thu khí hydro trong phòng thí nghiệm? Dựa vào tính chất vật lý của khí hydro, chúng ta sẽ có hai cách thu khí hydro trong phòng thí nghiệm. Thứ nhất, đấy là chúng ta thu bằng cách đẩy nước. Dựa vào tính chất vật lý của khí hydro, đấy là khí hydro ít tan trong nước. Ngoài ra, chúng ta có thể thu bằng cách là đẩy không khí, vì khí hydro là một chất khí nhẹ hơn không khí. Chính vì khí hydro nhẹ hơn không khí, cho nên bình thu khí chúng ta phải úp ngược xuống nha các em. Như vậy, cô trò chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung thứ nhất, đấy là điều chế khí hydro trong phòng thí nghiệm. Và bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu sang nội dung tiếp theo, đấy là sản xuất khí hydro trong công nghiệp. Các em thân mến, nếu như điều chế khí hydro trong phòng thí nghiệm, mục tiêu hàng đầu là dễ làm, nhanh chóng có sản phẩm, thì mục tiêu hàng đầu của sản xuất khí hydro trong công nghiệp lại là giá thành hạ. Chính vì vậy, để sản xuất khí hydro trong công nghiệp, người ta sử dụng những nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên. Ví dụ như là điện phân nước. Đây là hình ảnh bình điện phân nước. Người ta cho nước vào bình điện phân, cho dòng điện một chiều chạy qua, sẽ thu được hai chất khí ở hai đầu cực. Đấy là khí hydro ở cực âm và khí oxy ở cực dương. Theo phương trình hóa học, hai phân tử nước, điện phân thu được hai phân tử khí hydro và một phân tử khí oxy. Để sản xuất khí hydro trong công nghiệp, ngoài phương pháp điện phân nước, người ta có thể sản xuất từ lò khí than, từ khí thiên nhiên, từ khí dầu mỏ. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung thứ nhất của bài học, đấy là điều chế khí hydro. Và bây giờ, cô mời các em cùng tìm hiểu sang nội dung thứ hai của bài học, đấy là phản ứng thế là gì. Ở đây, cô có ba cái phương trình hóa học. Các em hãy nhìn vào và cho cô biết chúng có điểm gì giống nhau. Chắc chắn các em dễ dàng nhận ra rằng chúng đều là những phản ứng giữa một đơn chất với một hợp chất. Ngoài ra, chúng vẫn còn một điểm giống nhau nữa. Các em đã nhận ra chưa? Để giúp các em dễ dàng nhận ra, các em hãy quan sát cho cô các chất trước phản ứng và sau phản ứng. Chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra đặc điểm giống nhau thứ hai, đấy là trong phản ứng, nguyên tử của đơn chất đã thay thế chỗ nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất. Và tất cả những phản ứng hóa học có đặc điểm như vậy, người ta gọi là phản ứng thế. Như vậy, chúng ta có thể định nghĩa. Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung bài 33. Qua bài học này, các em cần nhớ cho cô hai nội dung. Thứ nhất là phương pháp điều chế khí hydro. Thứ hai là phản ứng thế là gì? Cảm ơn các em đã theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Chúc các em có một giờ học nhẹ nhàng, hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường lần sau.